Dạ vâng, em Tuấn ô tô Quốc Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô Quốc của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và tiếp tục ngày hôm nay đây thì em lại lên sóng quay báo giá cho quý anh chị bạn mô tô tại Innova. Với phiên bản S xịn trang bị đầy đủ hệ thống túi khí cũng như là cảm biến lùi, phanh ABS quý anh chị bạn nhá. Thế hôm nay được sản xuất vào năm 2014 với động cơ 2.0. Với dòng Toyota này thì nó tương đối tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này thì đâu đó khoảng 9 đến 11 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Thế hôm nay sơn xi bên ngoài nó mang nước sơn màu vàng cát đại lộc, biển kiểm soát em nói này vẫn là biển chính chủ này, 92A13493. Đấy, đăng kiểm ra đến tận tháng 11 năm 2022. Sơn xi thân vỏ bên ngoài thì như đẹp nét căng, hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó vẫn là đèn halogen. Qua 5 tháng thời gian sử dụng thì hai cái mắt đèn của nó cũng ngả một chút màu vàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng con xe cả. Tất cả hệ thống này khi mà các bác mà sử dụng vào ban đêm đèn rất là sáng luôn, em cam kết đảm bảo các bác luôn uy tín luôn các bác nhé. Bên này chuẩn trang bị đầy đủ cả hệ thống đèn gầm rồi. Từ 2015 trở đi là hệ thống đèn gầm này các bác muốn lên là tất cả hệ thống này đều phải độ. Có đâu 2015 trở lại 14 nó vẫn là bản đèn gầm nguyên bản theo xe, không phải độ lạc gì hết các bác nhé. Để thân vỏ bên ngoài dược của nó dường như là đẹp nét căng rồi, không chỗ nào gọi là móp méo hay là cong vênh gì cả. Tất cả phần gân xe cũng thế này, cái đường từ tôn vỏ cua lốp lên phần thân xe là cái đường gân xe nó rất là đẹp luôn. Cánh cửa thì đóng vào rất khít, tay nắm cửa nẹp chân kính đều lốt lớp mạ chrome cực kỳ là ok. Thì báo giá luôn em này, bên em đề xuất bán với giá chỉ có 328 triệu thôi. Bên em báo rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển ngon nhá, là các bác thể cân đối ngay mình mẫu Toyota Innova gầm cao mái thoáng 7 chỗ ngồi. Các bác có thể mua về đi gia đình hoặc là đi đá đưa tỉ dịch vụ đưa đón sân bay cực kỳ ok luôn ngon nhá. Thì em này trang bị đầy đủ hệ thống hai cảm biến lùi cũng như nó có thêm bộ cản Nippo trông rất là đẹp ngon nhá. Nó độ thêm bộ cản sau trông cái form dáng con xe cực kỳ cứng cáp đấy. Và cái giá 328 triệu là cực kỳ hấp dẫn với một mẫu Toyota Innova phiên bản E xịn đời 2014 các bạn. Thân vỏ bên ngoài phần cốp đít nhìn tất cả những khe hở của nó này các bác này. Hai bên tai đen của nó dường như là rất đều và khít rồi, không có chỗ nào cong vênh méo mó cả. Đấy, tất cả phần trên nóc này mọi thứ dường như rất đẹp và ổn áp rồi, chưa có một vật thể lạ nào nó rơi làm nó móp méo phần tôn trên nóc cả. Mọi thứ dường rất ok. Tay cánh cửa khi đóng vào cũng rất là khít này. Em này xa xa nhìn thấy cả đường cái keo chỉ cái đường cua lốp còn nguyên zin các bác nhé. Thì hệ thống la răng đúc nguyên bản theo xe đây các bạn. Đây em sẽ quay luôn phần tôn vỏ cua lốp cho các bác quan sát này. Tôn vỏ cua lốp em này này, tất cả độ răng sắt xi mọi thứ của nó là sơn lớp sơn chống thấm chống han gỉ hoàn toàn, chưa một vết nào gò nắn cả, cực kỳ đẹp luôn. Hộp san của nó chưa hiện tượng han gỉ các bác nhé. Đấy, mọi thứ dường như rất ổn áp. Lốp dép em này mới là khoảng tầm 85%, các bác mua về thoải mái chạy sử dụng trong vòng 5 rưỡi lận đấy. Tùy theo mức độ sử dụng mình đi lại nhiều hay ít đấy. Còn đây phần tôn vỏ cua lốp phía bên trên bên phụ các bác này, lò xo giảm sóc tất cả mọi thứ nó chỉ bám một lớp bụi trần bùn đất thôi, chứ hoàn toàn tôn vỏ bên trong là rất là sáng, không ảnh hưởng gì và đến chất lượng của cái tôn vỏ cả, hoàn toàn không có chỗ nào han gỉ mối ngoặt hay vết gò nắn nào, vết mối hàn nào các bác nhé. Mọi thứ rất đẹp ổn áp rồi. Đấy, tất cả đường gân xe form dáng con xe này nó còn nguyên zin nguyên nát này, chưa chỗ nào méo mó xô lệch và con vết gò nắn nào. Đấy, cửa tiền chỉ có 328 triệu thôi. Một mẫu Innova đời 2014 đời rất là cao, cửa tiền rất là hợp lý luôn. Theo em đánh giá cửa tiền này rất là hợp lý với phiên bản E xịn các bác nhá. Thì kiểm tra phần tổng quan, phần khoang nội thất cũng như là mặt táp ly, tất cả cánh nhá, thì nó còn zin nguyên đai nguyên kiện, tất cả phụ tùng phụ kiện này chưa thay thế một cái nào cả, nó tất cả như tất cả mẫu xe khác. Thì lên xuống kính tất cả mọi thứ này tích hợp trên mặt táp ly. Thì em này nó không có hệ thống gọi là gương kính cụp xe, chỉ có gương kính chỉnh điện các bác nhá. Cái mặt táp ly của nó cực kỳ là sáng bóng sạch sẽ này, hoàn toàn là không vết bẩn nào, chưa vết chảy xước nào. Còn đâu mọi thứ phần này, đường keo chỉ của nó thì hoàn toàn nguyên zin, cánh cũng chưa một chỗ nào gọi là nắn bóp nó tạo nên cái gờ hay là cái nét gấp nào cả, rất là đẹp. Còn đây cánh sau bên lái các bác này, mọi thứ về mặt táp ly của nó thì tương đối là ok, rất là đẹp rồi, sạch sẽ sáng bóng, hoàn toàn tất cả phần nhựa được còn zin nguyên bản theo xe, cả phần da này các bác nhé, phần này là bọc da này, đấy, cái phần này là bọc da, đấy, cực kỳ ok luôn, còn zin nguyên bản theo xe. Còn keo chỉ thì em cam kết các bác là zin toàn tập luôn, zin toàn tập luôn cho các bác yên tâm. Để các bác nào mà mang ra kiểm tra mà mất tuần keo chỉ nào em sẽ tặng ngay các bác cái 10 triệu. Còn đây là tổng thể cái phần gọi là sàn của nó, sàn em này sàn da rồi, cực kỳ sạch sẽ dễ dàng vệ sinh, đấy, khi qua sử dụng rồi nó không để lại mùi. Chân em này là chân nỉ nguyên bản các bác, chân nỉ nguyên bản với cái dòng Toyota bản E, bản G mà từ những hay là bản G, tất cả dòng Toyota từ phiên bản sau cuối 2010 là nó đều lên
hệ thống 3 vùng điều hòa. Đấy, 3 vùng điều hòa và cái trần này trần nỉ nguyên bản và bọc túi ni lông cực kỳ là sạch sẽ. Nó bảo quản cái trần không giờ bị mốc hay là có hiện tượng dấu hiệu gì gọi là bẩn cả. Em này trang bị đầy đủ cái hệ thống gọi là camera lùi. Đấy. Tất cả phần cốp cũng như đường máng nước của nó này, sơn xi còn rất là mỏng, rất là đẹp. Lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật của nó còn tròn vo vuông đen các bác nhé. Hoàn toàn chưa vết hàn hay vết gò nắn gì ở phần đường máng nước này cả các bác. Rất là đẹp tuyệt vời. Ốc nắp cabo còn nguyên zin. Ốc nắp cabo còn nguyên zin các bác nhé. Thì keo chỉ em nói, chút em sẽ quay luôn phần keo chỉ cho các bác quan sát này. Tất cả đường máng nước của nó phải nói là tất cả con đinh đều là đinh của nhà máy. Và keo chỉ của nó đấy ạ. Keo chỉ của nó đấy ạ. Hoàn toàn nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện của nhà máy. Tất cả lỗ kỹ thuật của nó các bác này, nó đều còn zin nét đẹp theo xe luôn, chưa chỗ nào méo mó xô lệch cả đấy. Ngay cả phần nhựa ở phần mặt tắp, mặt cốp này các bác này, nó còn hiện tượng chảy xước rất là ít luôn. Đấy, cánh cốp khi đóng vào này cực kỳ là chắc. Đây là phần cánh bên phụ này, mọi thứ dường như rất đẹp rồi, ổn áp này, tất cả phụ tùng phụ kiện nguyên zin nguyên bản theo xe này. Nó có phủ một lớp gọi là bả đánh bóng này, chứ hoàn toàn là không có gì cả các bác nhé. Không phải là keo chỉ mất đâu ạ, keo chỉ vẫn còn nguyên zin các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Mọi thứ mặt tam ly này, sạch sẽ sang bóng rồi. Cánh cửa khi đóng vào này rất là chắc tay. Bác nào mà mua em này về có thể mình chạy dịch vụ gia đình hoặc là đi chở anh em đi công trình. Nói chung là phục vụ đầy đủ công việc của các bác, nó rộng rãi, ngồi trong khoang máy, khoang nội thất của em này. Ngồi trong khoang nội thất em này cực kỳ rộng rãi thoải mái. Thiết kế cái dòng Innova là cực kỳ ok luôn. Mọi thứ keo chỉ zin nét thôi. Còn đây em sẽ quay sâu sâu phần trong khoang nội thất này. Em này trang bị đầy đủ hai hệ thống từ khí an toàn các bác nhé, hai hệ thống từ khí an toàn này. Tất cả cái sàn da được cái lợi thế rất dễ dàng vệ sinh, cho nên là lúc nào nó ở trạng thái rất là sạch sẽ các bác nhé. Đấy, hệ thống ghế của em này là ghế bọc da màu ghi sáng các bác nhé, màu ghi sáng chứ không phải là màu camber ạ. Ghế cũng hoàn toàn là rất là mới, chưa chỗ nào bục rách cả. Đấy, tất cả đường chỉ còn nguyên zin của nhà máy các bác, còn nguyên zin vết khâu của nó, chưa bị bong chóc chỗ nào cả. Khoang cốp em này khi mà gặp hai ghế sau thế thì các bác thoải mái đi công trình công trường để rất nhiều đồ, có thể các bác hạ hai ghế sau này xuống, khi nào mà sử dụng chở người chúng ta sẽ lắp lên. Tất cả phần nhựa bên trong của nó phải nói cực kỳ đẹp, nét căng luôn các bác nhé, không vết xước luôn, cực kỳ đẹp. Đây cái phần sàn da đấy rất dễ dàng vệ sinh, cho nên là lúc nào nó cũng ở trong trạng thái rất là sạch sẽ đẹp này. Mọi thứ rất là ok các bác này. Những ốp nhựa bên trong phần khoang nội thất phải nói là chưa có một vết chảy xước gì cả. Đấy, anh em là mua về mà đi công trình công trường, các bác nào trên mình vùng cao có thể dùng em này đi, phải nói chạy dịch vụ cực kỳ ok luôn. Nó cũng tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và chở nhiều người. Về cái mặt vô lăng của em nó, vô lăng 4 chấu này, tích hợp cả hệ thống túi khí này. Cái bản E thì nó không có hệ thống gọi là phím khiển trên vô lăng. Nói chung là tất cả phần vô lăng của nó này còn nét căng đẹp, nét căng như mới luôn. Đấy, mọi thứ đây dường như hiện tượng hao mòn là không có các bác nhé. Vô lăng rất là đẹp. Còi bấm nhẹ cái là kêu. Vân sần đầy đủ. Củ số của nó này có một chút gọi là hao mòn theo thời gian. Nó cũng ngả một chút màu ố vàng ở trên phần phanh tay. Không ảnh hưởng đến chất lượng con xe các bác nhé. Không, hoàn toàn không ảnh hưởng chất lượng con xe cả. Đây nó tích hợp cả hệ thống phanh ABS và túi khí đầy đủ các bác nhá. Màn hình giải trí em này là màn hình Android xịn sò, có tích hợp cả SIM 4G này các bác ơi. Có tích hợp cả SIM 4G này, mọi thứ dường như rất ổn áp thôi. Các bác mua về sẵn chỉ việc đổ xăng thay dầu là chạy thôi, không phải trang bị thêm phụ tùng phụ kiện gì cả. Mọi thứ phần ốc cột của nó vân sần còn nguyên zin nguyên bản. Còn giờ đây em sẽ khởi động khoang động cơ cho các bác quan sát về chiếc Toyota Innova đời 2014 này. Đấy, các bác có thể mua về chạy gia đình cực kỳ ok luôn, thỉnh thoảng đi du lịch các thứ. Phải nói là nó rất là rộng rãi. Và ngồi trên cái dòng Innova này, nó thiết kế của nó cái khoang nội thất cực kỳ là cái phần trần nó cực kỳ là cao, ngồi tạo cảm giác rất là thoải mái luôn. Và khoang ghế nó cũng rất là rộng. Đấy. Và đây là phần khoang động cơ của chiếc Toyota Innova đời 2014 bản E xịn các bác này. Thì máy số của nó hoàn toàn, khoang máy nó rất là mộc mạc luôn. Mộc mạc hoàn toàn là không có chút nào gỉ dầu cả. Đầu răng mọi thứ, tất cả lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật này còn tròn vo vuông nét này, chưa chỗ nào méo mó xô lệch cả. Ốc nắp cabo còn nguyên zin thôi nhá, ốc nắp cabo còn nguyên zin. Màng cái sơn màu vàng cát này rất là đẹp luôn. Mọi phần keo chỉ của nó thì chưa mất phần nào. Lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật của nó này chưa chỗ nào gọi là gò nắn lại cả. Ở đây khoang máy của nó các bác nhá, khoang động cơ của nó đây. Chi tiết về khoang động cơ này, nói tất cả mọi thứ đều còn zin mộc mạc theo xe là các bác này.
nó còn bám lúc bụi trần rất là dày, cũng chia phanh ABS các thứ đầy đủ này, đầu răng bên lái đấy các bác nhá, hoàn toàn không có hiện tượng gòn lắm, không có vết nào cong vênh của cái phần tôn nhựa cả, mọi thứ đầu răng này, lỗ định giá, lỗ kỹ thuật của nó này, tròn vo vuông nét này, đấy, chưa có nào méo mó số này cả, khoang máy thì hoàn toàn không một chút nào hiện tượng gì sau, máy nổ rất là êm, nghe tiếng máy rất là đều, đấy, hoàn toàn không một tiếng loa bất thường nào cả các bác nhá. Đấm sơn bảy màu trên cái khoang máy lại còn rất là nhiều. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là kiểm tra phần hơi thở của nó các bác nhá. Kiểm tra phần hơi thở của nó này. Xem mà nó có hơi thở không. Hoàn toàn không một chút khói là bắn lên các bác nhá. Hoàn toàn không một chút khói bắn lên. Kể cả phần dầu cũng thế này, không một chút dầu nào cả. Đấy. Rất là ok. Khoang máy hôm nay thì máy là còn zin các bác nhá. Còn zin cả cái phần keo tay chuột này nữa. Rất là ok này. Đấy. Thì vừa đó em Tuấn ô tô Quốc Hải Phòng có quay qua báo giá review các bác mẫu xe Toyota Innova được sản xuất năm 2014 với phiên bản e-acid. Bác nào quan tâm mẫu xe này mà có nhu cầu sử dụng cái mẫu xe này thì anh nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như là Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Và bác nào xem qua video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký và chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tất nhiên là không ai giao mời bán 10 cả, nên là cái giá cả các bác thoải mái thương lượng với em qua số điện thoại cũng như qua Zalo của em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị và bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở video sau ạ.